với clip này á, mình khuyên bà con á, thứ nhất là về cây gừng, thì cây gừng thì đánh giá gần vài năm nay á, thì nó cũng được giá thành rất là cao, thì phục vụ vào đời sống của con người và xuất khẩu thì nó cũng được rất là nhiều lợi nhuận. Thì bà con chúng ta đều thắc mắc á, tại sao gừng khi trồng được 5 tháng á, củ nó cũng rất là lớn rồi, nhưng vào những lúc trời mưa nhiều á thì cây nó bị héo, mà khi chúng ta nhổ lên á, chúng ta thấy củ gừng bị thối và có mùi khó chịu. Thì qua đây á, mình sẽ nói cho bà con biết về cái nguyên nhân chính mà nó gây hiện tượng thối củ gừng. Thì như ở trên hình 1 và 2 á, thì đó là hai triệu chứng mà để cho thối củ gừng. Thì đầu tiên mình nói cái bệnh mà thối củ gừng á, thì nó do vi khuẩn thường nó gây hại vào những ngày mùa mưa dầm này, kéo dài này, đất thoát nước kém, đặc biệt là ở đất sét á, thì chúng ta lên liếp nó thấp quá hoặc là trong bao chúng ta nó không thoát nước được. Mặt khác á, cái bệnh này rất khó phát hiện sớm, thì chỉ phát hiện được khi mà cây nó bị héo nè, vì lúc đó củ nó bị thối mềm rồi. Và mặt khác cái bệnh này nó rất là khó trị. Bà con biết sao? Vì nó gây hại ở phần củ trong đất này. Thì bệnh này nó gây hại chủ yếu ở phần củ, ít gây hại đến thân gừng. Đó, như ở hình 1, hình 2 bà con nhìn á. Thì về cái biện pháp phòng trị á, thì có hai phương án. Thứ nhất, khi mà bà con trồng á, chúng ta phải lên liếp, lên luống cho cao nè, thoát nước tốt cho gừng trong những ngày mà mưa dầm. Đối với gừng mà trồng trên đất á, hoặc chúng ta di chuyển được á, thì chúng ta phải che chắn đối với việc trồng gừng trong bao. Thì cái thứ hai nữa là mình yêu cầu bà con á, là bón phân hữu cơ như là các loại rơm rác hoi mục nè, để tăng cái độ tơi xốp cho đất và thoát nước tốt, và thường xuyên nhổ và tiêu hủy các cái bụi gừng bị bệnh và rải rôi bột vào nơi bị gừng nó bị nhổ đi. Và sau khi đó chúng ta tưới gốc. Thì về cái tưới gốc á, của những bụi gừng xung quanh á, thì chúng ta nên phòng. Thì thứ nhất á, mình khuyên bà con á, là phòng những cái đồng thuốc mà nó chống vi khuẩn này, thứ hai là chống nấm, vừa khuẩn vừa nấm luôn, thì nó rất là hiệu quả. Chúng ta tiến hành tưới và phun gốc thì nó rất là hiệu quả. Thì qua đây clip này mình quay bà con xem về cái mô hình mà trồng gừng trong bao, thì để cho bà con khắc phục được cái hiện trạng mà bị thối củ gừng. Thì cái bệnh này nói chung rất là phổ biến đối với nông dân ở Buôn Hồ, Đắk Lắk, Tây Nguyên chúng ta. Chúng ta trồng trong bao hoặc trồng ngoài luống thì nó bị hiện trạng này. Thì với cái gừng thì chúng ta nên phun phòng nó đi thì nó khỏe hơn, đừng để mà khi chúng ta phát bệnh rồi chúng ta phun thì nó hơi tốn kém một chút xíu thôi. Nhưng mà cái bệnh này chúng ta cũng nên khắc phục sớm, đừng để nó nặng chúng ta khắc phục thì nó phải mất trắng hết đi. Khi nó thối hết củ thì chúng ta đâu có thu nhập gì được nữa đâu. Nên qua clip này á, mình cũng khuyên cho bà con chúng ta á, thì củ gừng nó thường do vừa khuẩn, vi khuẩn và vừa nấm gây hại lên. Thì cái hiện tượng thứ hai mình cũng nói với bà con biết á, là cái hiện tượng mà cây gừng đang tươi tốt á, bỗng nhiên nó héo và gãy gục, thân gừng vẫn bình thường, nhưng mà khi nhổ lên thấy củ gừng bị thối mềm. Thì đó là cái bệnh mà do nấm Hydrotisan và Solani gây ra. Thì nó thường gây hại ở trong điều kiện nhiệt độ ẩm và cao này. Bệnh thường ít hoặc không gây hại trên thân gừng. Chỉ khi vào bụi gừng dày á, hoặc đặc á, thì chúng ta mới thấy được cái bệnh gây hại trên phần thân. Mặt khác cái bệnh nó thường gây hại ở phần củ dưới đất nên khó phát hiện. Trên thân gừng không có một biểu hiện gì cả. Mà khi củ bị thối á, thật là chỉ khi bị thối nhũng á, hoàn toàn á, thì chúng ta mới thấy được cái cây nó bị gãy gục hoặc nó bị héo nhẹ trên trời nắng thôi. Thì cái biện pháp mà phòng trị cái bệnh mà héo và gãy gục ở trên thân á, của cây gừng á, thì thứ nhất á, pháp phòng trị chúng ta cũng như phương pháp trên, tạo điều kiện thoát nước cho tốt, lên luống cho cây trồng, không nên trồng dày. Và khi bị cây bị bệnh, chúng ta nên hạ nhổ, ta tiêu hủy các bụi để tránh lây lan và rắc vôi. Thì về cái bệnh này nấm á, thì chúng ta cũng nên xử lý thuốc 7 đến 10 ngày một lần. Như mình có khuyến cáo bà con là sử dụng cái nano hợp kim và cái nano đồng oxy cỏ rô, thì hai sản phẩm này chúng ta phun và tưới gốc thì nó rất hiệu quả. Thì một lần nữa mình cũng khuyên bà con đăng ký kênh đi để theo dõi tất cả video của trái cây thơm mùa lắc cho con xem, và có những ý kiến riêng của mình, ai có rơi vào trường hợp này á, thì mình cũng chia sẻ cho bà con về phương pháp phòng cái bệnh thối củ rừng. Thì qua clip này á, bà con vui lòng đăng ký kênh để theo dõi tất cả video tiếp theo bên trái cây thơm mùa lắc. Thì clip này mình quay cũng buổi gần chiều tối để cho bà con xem, để coi bụi gừng của chúng ta có ai rơi vào hiện trạng đó không á, thì bà con chúng ta khắc phục. Thì xin cảm ơn bà con đã quan tâm và theo dõi clip này. Xin cảm ơn bà con ạ.